phim cách nhiệt 3M Crystal Light tạo nên sự riêng tư cho xe của bạn. Vì sao dán phim 3M lại tạo nên sự riêng tư thì mọi người hãy xem hết video này nha. Đây là chiếc Honda City vừa mới xuất xưởng, chưa được trang bị phim cách nhiệt. Và mọi người hãy chú ý vào phần kính của xe, nó rất là sáng. Ở bên ngoài thì chúng ta dễ dàng quan sát được các vật dụng bên trong xe, cũng như là mọi người ngồi bên trong xe làm việc gì thì chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy được. Còn đây là xe sau khi đã được trang bị phim cách nhiệt 3M Crystal Light. Các kính của xe hầu như đã tối màu hơn rất là nhiều. Quan sát ở bên ngoài thì không thể nào nhìn thấy được nội thất bên trong xe, cũng như là người bên trong xe làm việc gì thì chúng ta không thể nào nhìn thấy được, tạo nên sự riêng tư và phòng ngừa kẻ gian. Chú ý vào đồ dùng cá nhân. Còn đây là góc nhìn từ bên trong nhìn ra bên ngoài. Nó sẽ không quá sáng cũng như là quá tối, giúp chúng ta lái xe an toàn hơn. Ngoài tác dụng đảm bảo sự riêng tư thì phim cách nhiệt 3M Crystal Light còn có khả năng loại bỏ tia UV lên đến 99,9%, tia hồng ngoại lên đến 97%. Và khi dán phim 3M tại Nike sẽ được bảo hành điện tử 10 năm trên website 3M Việt Nam.